Hello, qua bên cái bếp chính á, Bùi Thu Thủy bên đây á, chị ít có nhìn tới lắm, chủ yếu rồi để lên để kéo qua kia thôi. Không, em dán rất tớt size L nhỏ ngược 90 đổ về mặt đẹp, để nó có cái viền chữ chữ ở dưới rất là xinh nha. Mà sao này 50k mã cà rớt ngược 80 86 90 50k mã cà rớt. Con này size S luôn, eo 55 cho đến 64. Eo 55 cho đến 64. Em không có like theo yêu cầu mấy chị ơi, em bóc cái diệm like đó. Eo 55 64 nha. Đó, rất là đẹp. Một con hiệu của hàng 120 mã hiệu xám. Size này nó đánh XL mà tầm form ML thôi. Chun mông. Eo này là nhớ mình có khách lấy cái này nữa. Rồi cái eo này là 73 cho đến 74 cho đến 78 size L. Tầm size L nha, eo 74 78 có chun mông phía sau. 110. Mã 11. Một con này size M. Hiệu âm SM ngực 85 đổ về, hiệu âm rồ 50k. Mã dây cam. Tiếp tục con này là size M. Size M. Rồi giãn thoải mái ngực 84-88. Ngực 84-88 dán rất tốt luôn nha. 80k mã hồng dây cam cho bé bé 50. Rồi con này SM. SM ngực 83-87, M nhỏ ngực 83-87. 90k mã M9. Size M cổ yếm. M cổ yếm giá rất tốt. Ngược 83-88 luôn. Ôi xuất cái dây điện rồi. 70k. 70k mã yếm 2. Rất tốt size M. Ngược 83-87. Còn phải bấm nút nó mới lên đèn. Ngực 83-87 65k mã hồng. Cái mà xoay xoay có cái hình xoay xoay mới là đổi rồi, đúng rồi. Một con hiệu Triangle size S. Eo 60 cho đến 66. 130. Màu này ngoài nó hồng hơi, nó nhìn ở đây gì mới giống màu. Để gần thì nó sẽ bị lạc lợt lợt lại xíu. 130 mã 13. Tiếp tục size S ngực 82 đổ về. Về sao?
60k mã xám S. Một con hiệu xịn luôn, size L nha. Size L, eo này là 75 cho đến 79. 75 79. Dưới này là nó phối lưới. 130 mã 3D. 3D. Áo size S luôn, 35k luôn cho mấy chén. Size S 35k. Mã hồng S. Em này nó đánh L nhưng mà form SM thôi, eo 70 đổ về nha. Eo 70 đổ về. Nó làm cái này để nâng mông nè. Cao. Màu hồng 100k, mã hồng cao. Cổ yếm size ML. Yếm size ML ngực 87 91 mút liền. Cúp B. Cúp B hoặc C là mặt đẹp. 65k. Mã yếm 65. Hồng cao. Hồng cao nè. Hồng cao nha, cho Hương Nguyễn nè. 100k. Một em hiệu size M. M này người 84 88. Hiệu nè. Mà ngoài nó đẹp lắm luôn chế. Rồi em này cho mấy chế 90. Mã 3 lỗ. Con này nó để L mà form tầm M là được. Đùi ngắn ôm 50k mã ngắn. Ba lỗ cho Huỳnh Khuyên 90. Chưa biết nữa tại vì lên đơn rồi. Mình ship chút xíu nó tới lấy. Con này là size S. Eo 66 đổ về dạng nâng mông. 70k, hello hello. 70k mã nâng mông đi. Size M. Size M eo 70 75. Eo 69 74 đi. 69 74 nha. Con này có quần. Cái ống thì quá dị. Rồi em này size M luôn nha. Eo 68 73. Hiệu cái cây 60k. Mã đùi 2. Tiếp em đùi gió hiệu Ly Ninh. Size M. Con này gió một lớp nha. Eo này là 69 đến 74. Con này một lớp là cái hiệu này nè. 50k cho mấy chế mã hiệu đen. Size M luôn. Size M eo 68 73. Đạp cao, chất dài. Chất mịn dài miên man luôn nha. 110. Mã xanh. Một em rớt tớt size L. Size L ngực 86 cho đến 91. 65k. 65k mã sọc hồng. Hiệu đen 50 cho Bùi Thu Thủy. Qua bên cái bếp chính chốt đi em. Bên đó nó lên chậm nha. Sẽ không chốt lại người ta. Size M. Ngực 83 87. Ngực 83 87. 70k mã dây xanh. Con này là size SM ngực 80 cho đến 85. 80 85 mút liền hiệu Kalenji. 65 mã lá. Rồi con này nó để L nhưng mà tầm M là được. Eo 68 cho đến 74. Cạp cao, chất dai, 90k. Mã ghi. Lá cho Thúy Kokomi. 65. Size M, form này form lớn tầm L là được. Ngực 87 cho đến 92. 70k. Mã 3 lỗ. Em hiểu size S dáng rất tốt nè.
vàng chanh chanh. Ngược này là 82 đổ về mặt đẹp, 82 đổ về mặt đẹp, 80k mã dài, quần ngố đùi size S, eo 66 đổ về, tầm 56 cho đến 65 là mặt đẹp, eo 56-65 100k, mã ngố 1, dài cho bé bé nè, nãy nói như 90. Em làm nâng mông size M nhỏ eo 6672 100k mã 72 size L. Size L eo này 73 cho đến 78. Màu rất là tây luôn, 73 78 100k mã 78. Rồi cạp cao ôm bụng size S. S này S nhỏ eo 63 đổ về, eo 55 cho đến 63, logo hiệu nó là 100k mã mịn, chất mịn mịn xịn xịn. Adidas nè, size S. Này nó đánh size XS, eo 56 cho đến 65, rất là ngầu luôn, phối sọc sọc nè, eo 56-65 140 mã ngầu. Quần kiểu là size S luôn, eo 60-66, eo 60-66 này quấn quấn cổ chân nha, 110 mã kiểu ngầu cho Ngân Nguyễn nè, 140. Ghen bụng là cạp cao, nó đánh XL nhưng mà tầm size ML thôi, eo 72-77, eo 72-77 90k mã 77. Rồi, áo tập dạng ba lỗ size S người 83 đổ về, có mút đầy đủ nha, 90k mã áo. Mút liền size S hiệu Under nè, ngực 82 đổ về 100k, 100k mã liền đen. Size M lớn phơm L nhỏ bon chen nha, con này tầm L nhỏ bon chen, eo 73 cho đến 78, đơn của Chi Mai đi rồi, eo 73-78 màu xanh đen nè, quá đẹp luôn, 110 mã xanh đen, chất trơn dày dặn. Tiếp tục con này S, S eo 55 cho đến 63, 80k mã 80, 90 mã áo. Tuyên Nguyễn, Tuyên Nguyễn có đơn inbox vô bếp đang like, em chốt đơn qua tin nhắn, 90 Tuyên Nguyễn. Rồi để riêng cái đó lát chát mút. Ủa đơn Hà Lâm đi hai bữa rồi mà, hôm qua đâu có đơn, chưa nhận. Con này SML 66-72 lưới lưới nè, 65k mã lưới. Size S eo 60 cho đến 66, ngoài sau phối lưới luôn nha, 110 mã rêu. Con này nó để L nhưng mà này tầm M là được, eo 70-75, eo 70-75 quần này tới bắp chân nha, 90k mã tím. Size M mút liền ngực 83-87 hiệu anh ta, ngực 83-87 mút liền hiệu anh ta, 80k mã liền hiệu. Lưới cho Vi Lê, lưới 65, lưới 65 cho Vi Lê. Like cho em mấy chế chốt cái nào là em đưa lại để xác nhận đó. Nên là sau nay em không có chụp hình nha, và shop em là không có kiểm hàng nha mấy chế. Em bao lỗi 1-1 nha. Mình thấy chưa tin tưởng nhau thì chờ khi nào tin thì mình mua cũng được. Size S nha, eo 55 cho đến 63 mặt đẹp, S phơm nhỏ, chất dai cao rất là mới, mới cứng luôn, 130
mã hồng mới, nên mấy chế em đã ghim bà đồ xong xuôi, mua xong xuôi rồi quay qua lằng ngoằng hỏi này hỏi nọ là em xả luôn. Con này mời nhỏ eo 70 đổ về nha, mời nhỏ eo 70 đổ về 90k, mã sọc hồng mới nè, cho Thùy Trang nè, 130. Size M, M eo 68 cho đến 73, eo 68 73 100k, mã nghệ sọc cho Hà My Lê, hồng mới em hết nha, sọc Hà My Lê 90. Size L, size L eo này là 74 78, eo 74 78 90k, mã 3D. Mấy chế em không có bị thao túng tâm lý, mấy chế nói gì nói em muốn lên gì em lên nè, bóc cái nào em lên đó, chứ đừng thao túng tâm lý em thấy. Nhưng mà bên đó lên mã chậm, bên đây em chốt trước rồi. Size L nhỏ nè, ngực 85 cho đến 90, ngực 85 90, có xẻ ngón, có xẻ không, có xẻ không, con này không xẻ nha, ngực 85 90 nè, 100k, mã 10. Tiếp tục con này mút liền, size S 10 cho cổng tự động 100, size S mút liền, ngực 81 gỗ về 50k, mã chữ Hà My Lê. Hà My Lê, ôi lúc nãy chị đưa lên thì chị bảo là lưng thế nào đó em, mã chữ 50 cho Thủy Cô My. Con này cũng là SM luôn nha, eo 68 cho đến 71, 90k, mã xanh đen, mã chữ hết rồi, áo đen sẽ ép mã chữ hết rồi. Của Hà My Lê là cái nào vậy con? Bây giờ nếu mà không có phải cặp cao là xả ra hay sao em ơi? Size M lớn ra ngực một cái, để đi mấy cái, có một cái cặp này á, nó tới vú luôn á, chứ nó không có cao nha, cặp này tới vú thôi chứ không có cao. Cặp gì mà còn không chịu cao nữa thì là cái nào mới cao? Cái đáy nó đây nè. Size M ngực 86 cho đến 91, đen chữ hết rồi, đen chữ hết, 86 91, 50k, mã hồng, mã nghệ nữa hả? Mấy cái này toàn là cặp cao, không có cái nào cặp thấp đâu. Nghệ 100, mã hồng cho Tuyên Nguyên nãy đó, Tuyên Nguyên. Ủa nghệ không có thấy ai chốt luôn á. Tuyên Nguyên 50. Ôi nó ẩn comment mất tiêu tên của mấy chế rồi. Thôi em chốt cho Hà My Lê rồi nha bé bé ơi, chốt con sao đi em. Size XL nha, size XL ngực này là 89 cho đến 95, mút liền nè, hai bên nè, lưới nè, 70k, 70k, mã trắng. Đợi bao nhiêu người coi, ta ngồi ta chờ mà mình cứ đảo tới đảo lui, đảo lui đảo tới, mình đang chiếm bao nhiêu thời gian của ba mươi mấy người coi đây. Size này là của HM, là size L, size L, nhưng mà form này XL, eo này là 81 87, 81 87 của HM, vùng lỡ 7 tấc, 90k, mã hiệu đen. Tiếp tục một con áo HM, ai cũng có công việc nên chị lúc nào chị cũng phải like nhanh để cho mọi người, người ta chốt xong người ta còn công việc. Size L nha, ngực 87 91 của HM, mới cứng luôn nha mấy chế, 80k, mã hiệu 80. Con này size M, ngực 83 87, 45k, mã 87 87,
size XL ngực 90-95, 90-95 là nó có cài sau, 50k mã cài sau. Con này là size M, size M ngực 83-88, 45k mã tập xám. Con này nó cắt mất tem mà tầm size M nhỏ thôi nha, M nhỏ thôi, Adidas mút liền nha, mới 90% luôn. Ngực này tầm 82-87, chân ngực nhỏ cúp B là mặt đẹp nha, chân ngực nhỏ cúp B 160 mã H1, đùi hiệu nay size M, size M eo này nó có một cái dây rút bên trong nữa nên là H1 cho Thủy cô Mi. Có dây rút bên trong nữa nên là nó mình thể chật rộng thì mình rút vô cũng được nha. Eo tầm 65-70, eo 65-71, mới cứng luôn nha, 130 mã ôm Thủy cô Mi 160. Có đơn inbox cho bé đang like giùm em nha. Size S hiệu Adidas, S hiệu Adidas nhưng mà form này nó to, nó là tương đương với M, cái eo 67-73, eo 67-73, 150 mã 73. Tiếp tục con này size L nha, size L cái eo này là 75-80, chất dày nha, 130 mã họa tiết, dày dặn. Size này size LXL, size LXL bông chen, ngực này là 87-92, 87-92, 50k mã dài, 73-150 cho Bùi Thu Thủy. Để riêng con mắt đi. Size S hiệu Asics, size S hiệu Asics cạp cao nè, cái eo này 55-60, 56-66, hiệu Asics nha, siêu đẹp luôn mấy chế. 170 nè, mã 3D, họa tiết là con này hả chế Thanh Trúc Nguyễn Hà, họa tiết là 130, size L 75-80 nha, 75-80, 170 cho Hà Lâm. Chế Thanh Trúc Hà lấy con này ok lại giùm em. Màu em cam nữa nè, cam quần này trên mắt cá nha, size M eo 6773, 6773, 100k mã cam tay. Size L, size L này eo 74-78, chất rất là dày luôn, 100k mã xanh 2. Chị Thanh Trúc Hà lấy cái ba, ở quên cái họa tiết là con này đúng ok là giùm em nha, tại vì nó qua rồi xong em đang vừa cầm. Under Armour nè, size SM eo 65-70, mới lắm luôn, quần dài nha, rất là mới, 170 mã dài. Size XL, ngực 89-95, ngực 89-95, 70k mã cam. Con này ML ngực 87-91, 50 mã hoa. Màu xanh này siêu đẹp. Size S ngực 82 đổ về, dáng rất tốt luôn, 80k mã dây xanh. Size S ngực 82 đổ về luôn, 60k mã hồng kiểu, mét 6357 kg mặc size L. Size L chuẩn hoặc là XL nhỏ nha,
Nhưng mà em có số đo đó nó chuẩn nhất nha. Thúy Kokomi 80. Size S ngực 80 đổ về 50k mã kiểu. Bữa nay chị chế kia có lấy không ta? Chị gì nãy em hỏi 2-3 lần. Thanh Trúc Nguyễn Hà ơi, họa tiết là con này 130 size L eo 75-80 đúng, ok lại giùm em nha. Quần ống suông nè, size M lớn, L nhỏ bon chen. Eo này 72 cho đến 77. Eo 72, 77. Có số đo đó mấy chị, số đo là chính xác nhất nha. Em có thước dây nè, em đo cho mấy chế. Mình biết số đo dòng 1 của mình là mình lấy chuẩn nhất. Còn cái này nó chỉ tương đối thôi, tại vì người dán fit, người dán ấy nữa. Thì nếu mà 1m68, 53kg là sẽ mặc size L nhỏ. Thôi em này 100k nha mấy chế, mã suông. Còn nhiều khi dán mình fit, có người phần hình quả táo, người quả lê, người đồng hồ cát, nói chung tùy dáng người. Em đọc số đo là chuẩn nhất cho mấy chế, da giảm một vài phân là ok. Còn số ký nó không có chuẩn bằng số đo. Size M 6873, em 6873 80k mã sọc xanh. Size L, size L ngực này là 8893, có nhiều mắc cài luôn. 55k mã hồng. Này, như con này nó đánh là size L nhưng form nó là XL đó. Eo này 81 cho đến 86. 100k mã tím. Hồi này nó đánh size L nhưng mà form SM thôi. Ngực 80 cho đến 85. Ngực 80, 85 mặt đẹp 110. Mã hiệu 2. Cho em này là size L nè. Size L form nhỏ eo này là 72 cho đến 76. Cạp cao. Con hiệu của hàng là 100k. Mã đen cao. Lên một con đùi Adidas size M. Size M eo 68 cho đến 73. Cái phần tem chỗ này nè. Nó không có đậm đậm nha, nó hơi gì nè. Không biết cái kiểu hay là cái nó bị vậy. Mà quần thì mới lắm nha. Rồi em để mấy chế 90k 6873 mã 90. Size S. S này S nhỏ eo 55-63. Hiệu Kalenji 130 mã xanh đen. Xanh đen. Size này là size XS eo 55 cho đến 65 của Reebok. Eo 55 cho đến 65 của Reebok. Em lâu quá em không lấy, chị không có giữ đơn được em ơi, gần Tết mà. Của Reebok nha, 140 nè. Mã sọc. Xanh đen cho Thúy Kokomi 130. Tết nhà đâu còn chỗ mà giữ đơn. Ví dụ giữ khách mới là chuyển khoản giữ khoảng tuần hay nhiêu đó. Để mút mùa lệ thủy nè. Cái này size L nhỏ ngực 8791 cổ yếm nè. 70k mã yếm xanh. Con này là size L. L này L chuẩn mà ngực này tầm 8995 mút liền. Tem này nó tem cộm, tem nổi luôn. Cho mấy chế con này 80k mã liền xanh. Tiếp tục một con 3D size L. L eo 73 cho đến 78. Eo 73, 78, 120. Mã 12. Size M. Này chất dày dặn lắm luôn. Dày dặn con này là eo 68 cho đến 73. Cạp cao chất rất là dày nha, 100k. Mã xám cao. Lên tiếp con này M nhỏ nè. M nhỏ.
mời nhỏ ngược này 80 cho đến 86. 45k mã chữ xám. Thanh Trúc Nguyễn Hà, nãy giờ em đâu có lên mã 12. Em cứ lên cái mã này. 12 đúng không? 120 Thanh Trúc Nguyễn Hà. Đúng, ok lại giùm em nha. Hồi nãy hỏi một cái kia nữa đó mà không thấy trả lời luôn. Thanh Trúc Nguyễn Hà 120, còn này Huỳnh Khuyên nè. 45. Size M. M này M nhỏ luôn, ngực 82 cho đến 86. Có nhiều mắc cài phía sau nè. 70k. Mã xanh kiểu. Size S. Này xinh đó. Ngực 81 đổ về thôi nha. 70k. Mã tim. Size ML hiệu anh ta, quần lỡ. Eo 72 77, 70k. Mã đen. Tim cho Thúy Cocomi 70. Xanh kiểu 70 cho Huỳnh Khuyên. Size L eo 74 7, eo 74 78, quần ngố. Eo 74 78, 80k. Mã 78 Huỳnh Khuyên 70 luôn. Rồi con này size M luôn nha. Eo 68 cho đến 72. Này mặc vô thì cái này nó thẳng ra, chất này rất là đẹp luôn nha mấy chứ. 80k. Mã xám kiểu. Size S. Con này dạng nó chun mông. Eo này chị không giữ đơn em ơi. Đơn bữa trước rồi lấy xong rồi mất tích. Giờ Tết tới nơi dọn kho. Size S, S nhỏ nha. S nhỏ eo này là 60, không, 63 đổ về. 63 đổ về. Màu quá đẹp luôn, 90k. Mã 63. Con này là size XL. Ngực 90, 96, 45k. Mã 96. Một con gió mềm size SM, eo 70 đổ về. 50k. Mã mềm. Size S dáng crop top, ngực 80 đổ về. 50k mã crop. Size này nó đánh XL nhưng mà form này L cũng được nha. Cái eo này tầm 76 cho đến 81. Này là nó phối một cái màu kem kem. Ngoài trước eo 76 cho đến 81, cầm size L là mặt đẹp 110. Mã phối chắc con đó rất là đẹp nha mấy chị. Một em của Uni nè, em có hai cái nha. Size S với cái size M mút liền. Size S thì ngực 80 đổ về. Size M thì ngực 84 đổ về nha mấy chị. Mới len ken nha, 65k một cái. Ai lấy S bấm S, ai lấy M bấm M. Mới lên một con màu xanh coban. Xanh coban con này tầm M nhỏ, eo 65 cho đến 70. Có giảm gót là 90k. Nãy giảm gót chất trơn mịn. Rồi em lên con CK. CK này chất cô tông, nó không có khe nhét mút nha. Cần thì mình cắt nhét mút vô nha mấy chế. Hôm qua đi rồi chị ơi, khách mới em đi liền, em không có giữ đơn nha. Em không giữ đơn khách mới, phải cọc hay là sao em mới giữ. Con này CK tầm ML 90 của bé, ủa của Mai Thảo. Size L nha. Ngực 88 92. Con này chất cô tông, nó hai lớp mà nó không có khe nhét mút. Giờ mình cắt nhét mút vô nha. 55k thôi. 55k mã C1. Hiệu nay này nó đánh XL. XL mà XL nhỏ thôi, ngực 80 792. 8792. Ngực 8792 110. Mã trắng.
C1 cho Vân Ngọc, Vân Anh 55. Họa tiết size S nữa nè. Eo này 60-66. Eo 60-66 110. Mã HT trắng cho Vân Ngọc, Vân Anh 110. Của em dò mấy đơn rồi em? Không có xem bên góc. Một eo 3 lỗ nè, New Balance size M. Size M người 87 đổ về, mặt đẹp. Mới cấu luôn nha mấy chê. 100k. Mã hiệu 1. Hiệu anh ta, con này XL, XL nhỏ thôi. Tầm L lớn là mặc ok nha. Đỡ ngực này là tầm 88 cho đến 93. Hiệu anh ta mới cứng luôn. 8893 nha, 100k. Mã yếm hiệu. Hiệu 1, 100k cho Hương Nguyễn. Đùi size S, eo 68 đổ về, 65. Mã tím. Yếm hiệu 100 cho bé bé. Hiệu Adidas size M. Con này một lớp. Con này một lớp size M nha. Eo 6773, nó có dây ở ngoài trước nè. Adidas neo nè. Rồi cho mấy chế con này 70k. Mã kiểu luôn. Size M luôn, eo 70-75. 65k. Mã đắp chéo. Mã yếm hiệu em hết rồi nha. Size M của Nike nè. Eo 70-75. 140. Mã 75. Em đọc mã lên mã nha. Còn cái mã nào ai chốt là em đã để cho người đó rồi. Size M. Size M eo 67 cho đến 72. 90k, mã 72. Size 12, size L, XL bon chen. Size L, XL bon chen eo 78 đến 84. Eo 78, 84, 100k. Mã 84. Một em Lulu này size 8 này tầm size M. Ơ quên, size L. Size L eo 74-78. Chất miệng cạp cao. Eo 74-78 nha, 150. Mã đen cao. Adidas nè. Adidas size S lớn. Ngực này tầm 83 đổ về, mặt đẹp mút liền. Quá xinh luôn mấy chế. Con này cho mấy chế 130. Mã liền xanh. Mã 84. 84 là con này đúng không chế? Thanh Trúc Nguyễn Hà 100k. Thanh Trúc Nguyễn Hà 100. Liền xanh cho Vân Ngọc, Vân Anh 130. Size S chất dai cạp cao, eo 60-66. Eo 60-66 cái màu nó là ghi ghi tím tím. 100k, mã 66. Rồi cái này của Vân Ngọc, Vân Anh 130. Con này ML quần lỡ nha. Eo này là 61, ủa quên, 71 cho đến 76. ML cạp cao quần lỡ nè. 90k. Nó hơi màu xanh xanh nha. Mã xanh nhạt. Có áo mới luôn. Cái này của Zara. Mà chỗ này nó là cái body. Như chỗ này thường của nó, rồi nó bị dính miếng màu ở đây. Còn dưới đây là keo nha. Chứ bình thường của nó sẽ có một cái miếng keo nó dán vô áo á.
con này body bị áp màu rồi, size S 35k thôi, mới luôn. Áp màu đây nha, 35k mã body, này cũng mới luôn, size S luôn. Size S cái này không mút nha, cái này có sỏ ngón là mới luôn, 100k mã mới. Con này size XL 90k, mã XL 90, mã mới 100 cho Hà Lâm. Size M màu này form L, con này size M mà form L, eo 74 cho đến 78 thì nó phối lưới nè, 110 mã xanh lưới. Size S eo 60-66 90k mã sọc. Lên con tăng của Gap nè, tầm SM là mặt đẹp, chất thun rất là đã luôn nha mấy chế. SM nha, 90k mã S90, S90. Tiếp tục một con hiệu này, size S ngực 80 đổ về, ngực 80 đổ về, size S 120 mã chữ to, S90 cho Hương Nguyễn, 90k. Size M 50k mã khoét lưng, ngực 84-88 50. Hiệu Uniqlo size M nè. Size M eo này là 67 cho đến 73. 110. Mã hiệu đen. Tiếp tục một em áo màu tím có tay size M. 90k. 90k mã áo 2. Size M. Con này size L eo 73-77 50k mã trơn, nó có phối cái chữ ở dưới này. 50 mã trơn. M2M là cái gì ta? 2M là tương tác hả chế Nhật Hà Nguyễn. Rồi con này size M eo 66-72-65k mã beo. Size L, L lớn ít, L nhỏ bon chen, eo 78 cho đến 84, cạp cao, vừa chất vừa mịn vừa dai, 100k, eo 78 cho đến 84, 100k, mã 11. À, cái này mã áo 2 90 cho Nhật Hà Nguyễn. Em đọc mã áo 2. Size M. M này M nhỏ. Ngực 85 đổ về, mặt đẹp. Một con màu cam mới cứng. 140. Mã 14. Size M. Quần này trên mắt cá nha. Eo 67 cho đến 73. 90k mã phối hồng. 14 cho Ngọc Phương Vũ. 140 quần ngố size này nó đánh L mà tầm M là mặc được, eo 69 đến 74. 70k mã ngố. Một em Lulu này chất rất là mịn, cạp cao tầm size M, eo 67-73, quần trên mắt cá, 160 mã X16, ngố cho Thắm 70. Để em coi tên, em nhớ có bữa có tên nào,
70. X16 của Thùy Linh 160. Thùy Linh ơi, bữa hổm có một cái sao inbox trả lời cho em. Mấy chế, ví dụ em chốt đơn, mấy chế muốn giữ, muốn lấy hay muốn gửi gì thì trả lời em tiếng. Chế chỉ bấm like em cũng không có thấy, tại vì chủ yếu nó hiện tin nhắn lên em mới đọc và em mới lên đơn. Này là mới luôn nè, em còn size SML luôn. Mũ hai lớp nè, rất là xịn luôn. Còn SML nha, size S thì ngực 83 đổ về. S thì ngực 83 đổ về, M thì ngực 84-88, L thì ngực 87-92. 87-92. 150 nha mấy chế, con này còn nguyên tem nha. 150, ai lấy S bấm S1. Ai lấy M thì bấm M1, ai lấy L thì bấm L1 nha. Mới luôn. Cho chị Nguyễn Hồng Út size L. Size L 150. Còn hôm nay con này ở đây trên web nó bán 490. 150 cho chị Nguyễn Hồng Út. Là một con siêu đẹp size S. Mới lắm luôn nha mấy chị. Rất đã lắm, size S nha. Eo này 65 đổ về thôi. 130. Mã 3 màu. Lên một con này cũng là size S. B75 SM. SM cúp B ngực 80-85 đổ về, mặt đẹp 3 màu. Cho Giang Moon 130. Có đơn inbox nha. Cổ yếm mút liền, hiệu luôn 90k. Ngực 80 cho đến 85, mã 90. Một con màu siêu đẹp luôn, size M mút liền. 90 cho Vân Ngọc Vân Anh. Size M mút liền ngực 84-88. 84-88 mút liền size M. Này là mới 99% luôn, 100k mã xanh mới. Vân Ngọc Vân Anh 90. Size S đạp cao, eo này 60-66. 120 mở bi. Xanh mới cho chị Nguyễn Hồng Út 100k. Con này là XS. Ngược này 75 đổ về, mua cho bé cũng được. Mới đẹp nhũ nè. 70k mã nhũ. Size S ngược 80 đổ về của Kalenji là 40k. Mã 40. Một con ngố nữa nè. Ngố nó để M và tầm S thôi. Eo này 60 cho đến 67. 60-67-65k. Mã ngố 2. Nhũ 70 cho Vân Ngọc Vân Anh. Size LXL eo 79-78 cho đến 85. Eo 78 cho đến 85. 90k. 90k mã phối xanh. Mã 90 ha. Đây ba màu nè, mã ba màu nè, thấy không? Ai còn cứ phía sau là tới Vân Ngọc Vân Anh nè, tới bé bé nè. Hạnh đứng thứ ba nha. 90k mã phối xanh. Size XS eo 55 đến 63. Eo 55 63 90 mã sọc. Size M. Size M. Ngược 81-82-87. 90k mã vàng. Size XL ngược 90-96-40. Mã phối. Con này cũng XL luôn nha, 91-96-40 luôn, mã tương tác. Con này tầm size ML.
ngực 8791 50k, mã khóa hồng, khóa hồng 50. Kiếm chỗ nhét vô. Rồi size L này cho chế nào. Rebook. Đây là siêu đẹp luôn, ngực này 92 97 luôn. 92 97 luôn. Dây đẹp lắm luôn nha. 120 mã dây hồng. Khóa hồng cho Phương Anh. Phương Anh 50. Size XL, mã XL là con nào ta? XL là con nào vậy chế? Dây hồng là 120 cho Tuyết Nhung Lê. Mã XL là con nào vậy chế ơi? Hai con áo hả? Con mã phối với con mã tương tác. Này gì? 120. Đây con này XL mã tương tác 40, còn con này cũng XL này mã phối 40. Rồi mã phối cho Huỳnh Huyền. Lên đúng mã để em dễ lấy nha mấy chị. Huỳnh Huyền. Size M nè. Ngực 83, 87, 90k. Mã xanh. Size M luôn. Ngực 83, 87 luôn. 60, mã loan. Một em hiệu nay nữa nè. Trắng tinh luôn. Này ngực 79 đổ về thôi nha. Size S nhỏ đó. 90k. Mã trắng. Size này 2X, eo này 83, 89. Này nam nữ mặc được luôn, chất gió đùi hai lớp 60k. Mã gió. Size M hiệu Kalenji eo 6773. Eo 6773 100k. Mã hiệu. Con cạp cao ôm bụng nè, size này nó tầm M. Eo 6873. 65k. Mã chữ. Loan. Loan cho Hạnh Nguyễn. 60. Hiệu cho Hương Nguyễn 100. Size XL dáng rớp tớp 50k. Mã XL 50k. Một con Puma size M eo 69-74 135. Mã sọc tím. Hiệu là cho Hương Nguyễn. Hương Nguyễn 100. Con này size LXL. Size LXL ngực 88 cho đến 93. 55k. Mã yếm hồng. Sáu mươi ký. Em đọc theo số đo mấy chị. Số ký mình chiều cao nữa đâu có chính xác được đâu. Con này size M nha, ngực 83, 87. Mút liền 65k. Mã liền sáng. Yếm hồng hả? Yếm hồng. Tâm lại 55 nè. Bỏ vô cái rổ nào đi. Khỏi chốt. Size XL ngực 90, 96. Ngực 90, 96. Size XL 60k. Mã hồng 60. Con ba lỗ dáng yếm nè. Mặt tăng tớp, rớp tớp cũng được nè. Dễ thương lắm. Của HM nha mấy chế. ML mặc được. ML mặc được. Cái này nó dạng như một lớp như áo tăng vậy đó nha. 70k. Mã gân. Ôi, quần ống lê nè. Size S. Size S nè. Eo này là 60 cho đến 65. Này rất là đẹp luôn nha. Gân cho cao mai mai. Quảng cáo mai mai 70. Mã gân. Quảng cáo mai mai có đơn inbox nha. Em dự phòng cái đó cho Đào Anh Thư nha. Con ghi là quảng cáo mai mai. Em chốt đơn quanh bóc đủ 100k em ship nha. Không chốt số điện thoại. Ghi là quy quờ cao mai mai. Rồi dự phòng là ghi cho Đào
Đào gì quên nữa rồi. Đào Anh Thư 70k. Cái này rất là đẹp nha, hiệu luôn, chất đẹp lắm mấy chị. 120 nha. Mã loe, dáng loe hồng XL nè. Hồng XL cho Huỳnh Huyền 60k. Loe con nó siêu đẹp luôn, định giấu lại. Chất dày nặng lắm luôn. 120 cho Thùy Trang. Hôm nay đúng form đẹp luôn. Cái này size nó để mờ mà tầm S thôi nha. Eo này tầm là 55 cho đến 63 thôi. Cái form hàng nó nhỏ. Eo 55 tới 63 100k. Mã hiệu đen. Còn người mẫu không à. Eo 55 63 luôn. Nó màu ghi ghi xám xám. Con này 130 nha mấy chế. Mã xám đi. Con này màu ngoài đẹp. Cổ yến đây nè. Size S. Cổ hiệu Anda nè. Cổ yếm hiệu Anda. Xám 130 cho Diệu Linh. Diệu Linh 130. Hiệu Anda 90k. Mã yếm. Nó đẹp lắm. Con này là size S nhưng mà S nhỏ thôi. Eo này 63 đổ về. Của Adidas 140. Mã sọc yếm 90 cho Thúy Diệu. Rồi con này size L mút liền nha. Size L mút liền cài sao nè. Ngực 88 cho đến 92. 70k. Mã cài xanh. Size ML ngực 85 cho đến 90. 45k. Mã xám. Con này cũng là L nhỏ luôn, ngực 86 cho đến 90 mút liền. Ngực 86, 90 mút liền. 70k mã liền xanh. Hiệu của hàng nữa là size M. Size này ML, eo 72 cho đến 77. Eo 72, 77, rất đẹp. 110 mã 77. Đùi gió. Đùi gió size M eo 70 74. 80k mã lá. Cái này size S của Champion ngực 84 đổ về 40k. Mã 84. 77 110 cho Khanh Hồ. Size S ngực 81 đổ về 50k. 50k. Mã S 50. 84-40 cho Phương Anh. Mã liền xanh nè. Liền xanh của Hương Lê. Có đơn inbox vô bếp đang like. Cố gắng lấy đủ 100k em mới chốt đơn ship được nha. Cho Hương Lê nè. 70. Size S nè. Màu siêu đẹp luôn. Eo 60-66. Eo 58-66. 140 mã xanh lạ. Hiệu nữa là size S eo 60-66 luôn. 110 mã xám cao. Size to đây, size XL. Xanh lạ cho Diệu Linh. Size XL 140. Eo này là 80-85. Eo 80-85 90k. Mã sọc xanh. Cái này ML eo 72 cho đến 77. Eo 72-77 size ML 100k mã rêu. Con này cũng là ML eo 72-76. Eo 72-76 100k mã chữ. Cái này cũng của HM size M nhưng mà form này form L. Eo này là 76 cho đến 81.
eo 76 cho đến 81 110, mã sọc xanh. Rồi size S luôn, size S nha, mút liền ngực 81 đổ về 60k, mã liền xám. Chữ nè, chữ cho quảng cáo Mai Mai là 100. Size L, cái này size L ngực 88-92, 50k, mã chữ V đi. Này hiện nay size XS ngực 78 đổ về mút liền 70k, rất là mới nha, mã liền đen. Tiếp tục hiệu nay size M, ngực 83 cho đến 87, size M hiệu nay 110, mã hiệu tím. Áo của Mulawe size SM ngực 85 đổ về 110, mã khoét lưng. Cái đó size XS, size XS ngực ta 78 đổ về. Rồi con này S nhỏ luôn nha, cái eo này là 58 cho đến 64, 58, 64, 120, mã rằng. Con này để em đo chân ngực nè. Ôi cái này tầm S cũng được luôn á, cái này ngực 80 đổ về nha, cái này ngực ngực 80 đổ về, tầm S nhỏ, thường nay S nó phơm nhỏ mà cái này XS mà nó bằng S, S của nay nhỏ. Cái này M nhỏ eo 72 đổ về, em 6672 65k, mã lưới. Size L eo 72-77 cạp cao luôn, 85k, mã gió hồng. 70 cho Mai Mai, mùa này siêu đẹp, mấy chế size L nè, áo nhiều mùa này. ML bon chen nha, ngực 86-91, ML bon chen ngực 86-91, cái này nó là lưới nè, 90k, mã đỏ đô. Gió hồng 85 cho Nguyễn Lina. Size S cạp cao luôn, siêu phẩm luôn. Eo 60-66 110, mã tím cao. Đỏ đô cho Nguyễn Hồng Út, 90, nó rất là đẹp. Size SM 82-86 của Univilo, mút liền 70k, mã liền xanh. Size L ngực 82-87-92 40k, 40k mã 40, tím cao 110 của Nguyễn Lina. Con này quần chất tập size L, eo 73 cho đến 78, chất tập nha, nhưng mà nó làm dạng như dáng bo đó. 100k mã bo. Con này là size S, ở quanh size nó để L nhưng mà phơm tầm M thôi, eo 70-75 nha. Eo 70-75 tầm size M, 100k, mã sọc, mã 40. Tạ Tuyết Tâm mã 40, 40k. Con này cũng là size M nhỏ ngực 80 cho đến 85, S lớn bon chen 45k, mã chữ xám. Em lên một con hiệu Under Uniqlo, size này, size S, size S siêu đẹp nè, mút liền size S nha, ngực 80 đổ về là 100k, màu này à, mã cổ Việt đi, 100k. Một con hiệu CP Line size S nữa nè, eo này là 60 cho đến 67, làm như nâng mông luôn nè. Hiệu CP Line 130, mã hiệu cổ Việt là 100 cho Ichi Hana.
Ichi Yogi Ichi Hana. Nè áo cổ là áo này hả? Cái này còn SML nha mấy chế, S ngược 83 đổ về, M thì 85, 80, 85, 84, 88, L thì 87, 92. Còn tem mới nha, 150. Mã hiệu cho Giang Moon là 130. Hiệu là con này đúng không? 150 nha mấy chế, lên mã mũ luôn đi, SML nha. SML đó đang bán 490. Cái M ok, Giang Moon nè, 130. S cho M này cho Hạnh Nguyễn là 150. S cho Đỗ Kim, cho S cho Túy Anh đi. Nó viết nhiều quá rồi, đọc lộn tên nhỏ. Túy Anh đó, 150. Rồi em còn cái cuối cùng thôi, em hết luôn. Size M, còn cái size M mấy chị. Rồi đó Túy Anh này, còn này Hạnh Nguyễn nè. Size S nhỏ em 55 cho đến 63, 80k mã 63. Mút liền là cái nào ta? Mút liền ngực á hả? Ngực 82 cho đến 86 size S, S lớn M nhỏ bông chen. Nói chung là 87 cũng được, nhưng mà mình mặc cái này cho nó rộng rộng chiếu nó mới đẹp. Hà My Lê tương tác M hay là lấy một cái M vậy? Size ML ngực 8691. Ngực 8691 45k mã kiểu. Size XL 35k mã tập. Đây áo có tay nữa nè. Ok, áo có tay size ML luôn nha, ngực 8691, lưới ngoài sau nè, tay có sẻ ngón nha, 90k mã tay dài 90. Ôi, màu đẹp quá, size S nhỏ luôn, eo 55 cho đến 63, tầm XS là được á. 35 cho Tạ Tuyết Tâm. 35 Tạ Tuyết Tâm. Tay dài cho Hà Lâm 90. Size S nhỏ màu quá đẹp luôn, 130 mấy chế. Hơi nhỏ nha, 62 đổ về, eo 55 tới 62. 120. Mã nhỏ. Này cho Hà Lâm 90. Mút liền size M ngực 83 86 45k. Mã 86. Nhỏ, nhỏ tiếp tục Hà Lâm 130. Size M eo 68 73 65. Mã ngố xám. Lên mớ áo áo ba lỗ cho mấy chế size S nè. Màu cam. 90k. Mã cam S. Lấy thêm cái mũ size M ha. Ok. Size M nè, cho Hạnh Nguyễn nè, 150. Mã cam 90. Rồi con áo hiệu Fila, cái này vừa tăng vừa tập nha. Size M 80k. Ok, 80k. 80k mã, mã số 2. Rồi tiếp cạp cao của Lulu này, size SM. Size SM nha. Eo này 65 cho đến 70, chất mịn là 150. Mã 15. Size F eo 60, 67, 100k. Mã xanh đen. Em lên con hiệu Bing, thay đổi không khí. Size M phông lớn tầm lời là bon chen được nha. Ngực này tầm 87 cho đến 92 được luôn. 87 cho đến 92. 15 cho Duyên Tống. Ơi quên, xin lỗi, nó chạy nhanh quá, của Nguyễn Lina nha. Chế nhuận hình như em còn cái size, size M, cái này size SM mà chế đâu có vừa.
Này siêu đẹp luôn. Người 8792 của Bing nè. Cho mấy chế 140 nha. Mã xịn. Một con chun mông nữa nè. Size M. Size ML 6873. 6873 80k. Mã 80 140 mã xịn. Xịn cho kim chi. 140 kim chi rồi để riêng ra. Cái này hiệu Estep size M eo 6773. Eo 6773. Nó con này bị dính cái gì kìa. Size L nha. Size L eo 75 cho đến 80. Ngày 76 81 cũng được. Eo 76 81 co giãn tốt. Cho mấy chế 100k mã hình. Eo 90. Eo 91 hay là ngực. 91 là 2X. 2X. 2X nè. Đây. Eo này 85 cho đến 91 size to, size có 80k thôi nè. 80k là mã tím. Mã hình, mã hình. Mã hình 100 cho Thanh Trúc Nguyễn Hà. Đến cho mấy chị size to xíu cho em xin 5 phút. À ngực đó hả? Đúng rồi, nhắn địa chỉ số điện thoại qua Messenger, em chốt đơn qua đó. Ngực 100 tới 110 nè. Ngực 100, 115 luôn coi giãn tốt nè. 45k mã hoa. Nghĩa là ngực 91 hả? 91. Thích mặt ôm thì size L nhỏ, còn thích mặt rộng rộng xíu thì size XL nha. Cái quần 3D hết rồi. Cái quần 3D hết rồi. Hiệu Nike nè mấy chế, size L. Này mặt tăng hay là mặt ba lỗ gì đều được nha. Ai thích mặt tăng size M thì mặc được. Còn ai thích mặt thành ba lỗ thì size L mặc. 120. Mã xanh lá. Đây eo to nè. Bữa em bị bơm đóng eo to em để riêng em chán quá. Hồi eo này là 84 cho đến 90. Size 2X á, 100k hiệu Kalenji. Mã họa tiếp. Tiếp con này size S nha. Nó để à, nó để S luôn. 60k mã ngố. Con này nó để L mà tầm M nè. Kiểu quá xinh. 70k mã kiểu. Mã tiết con này quá đẹp luôn. Cho Đặng Kim Loan là 100. Tiếp tục con này XL ngực 9196 nè. 9196 60k mã sọc vàng. Mã kiểu 70. Mã kiểu cho Túy Anh. Cái đen trước đó là size S. Túy Anh 70 nè, ngố là 60 nè, cho Yến Vũ nè. Yến Vũ 60. Nè em có ngố chun mông 80 size M nè. Eo 6773. Eo 6773 size M. Mã 80 đi. Quần hồng là cái nào chị? Màu xanh đó hả? Eo này 90 lận á nha. Huỳnh Huyền. Cái màu màu tím á. Con này eo 84 cho đến 90. Hay là cái họa tiết kia. Con tím nè, nó còn mới, cái này còn chưa gỡ nữa nè, 80k. Mã tím size to. Bé bé 80. Tím 80 nha. Size M nhỏ tầm S là được, ngực 80
80 84, 7984 đi. Cho mấy chế 70k mã hiệu đen. 80 hết rồi Vi Lê. Rồi cái này size của F21 size S. S này eo 61-68. Kiểu dưới chân nè, rất là xinh nha, 100k mã đen kiểu. Hiệu đen 70 nè, cho Nguyễn Lina. Mã đen kiểu. Đen kiểu 100. Quần size S này, này cho bé rồi. Cái này cho bé, còn hoặc là chế nào XS mà cũng được nha. 70k thôi. Bé thì bé 35kg đổ về, người lớn thì 41kg, 42kg đổ về. 70k mã hoa. Lên tiếp con này nè. Size M ngực 83 cho đến 87, M M nhỏ ngực 83 87. 80k. Mã 80. Sau lưng rất là thanh thoát. Hoa 70 cho Thúy cô, cô Mi. Thủy hay Thúy gì? Em đọc không ra, cô Mi. Đây. Mới chín mấy phần trăm luôn mấy chế. Size S nè, ngực 82 đổ về 110. 110 mã tím S. Mã tím S hôm nay chị lên siêu phẩm là không có lên size to nhiều nha. Quần bông tỉnh là cái gì? Cái kia có người chốt rồi. Cái mã họa tiết kia có người chốt rồi. Con này SM 85 đổ về 45k mã crop. Nè em còn hai con này size XL nè. Size to là ngực 8, ủa quên, cái eo này 83 cho đến 89 nè. 90k mã bi. 90k mã bi. Tím S cho Liên Lê 110. Cái này size to nè. Đây không có to. Cái này lỗi. Rồi quần ngố nữa này mấy chế. Này hiệu đẹp nha, size M eo 70 71 75 100k. Mã hình hiệu xịn luôn. Rồi đùi gió này size M eo 68 73 40k. Mã gió. Nè eo 82 2x nè. Rồi một con hiệu xịn nè của hàng nè. Eo này là 81 cho đến 87. 81 cho đến 87. Chất mịn cạp cao 100k mã đen mịn, hiệu của Hàn Quốc rất là mới. Mã hình cho cổng tự động là 100. Con này ML eo 6, eo 71 cho 76. ML 71 76 80k mã phối. 100k là cho Tạ Tuyết Tâm. Có đơn inbox cho em nha mấy chị đẹp. Size L, LX, LL 77, 82, 60k. Mã đen. Con này nó đánh M mà form S là được. Tầm S là được nha. Eo 62 cho đến 68. 61, 67 đi. Chất rất là đẹp luôn. 130. Mã xanh kiểu. Đây size lớn nè. Size M, M này M lớn nha. M lớn eo này 72, 77, 100k. Mã xám lưới. Mã phối sau mông là cái nào? À cái mã phối. Mã phối. Mã phối 80 à. Size này size LXL bon chen. Eo 77 cho đến 82 của HM nè, có cái khóa dưới chạy bộ được cũng được. 100k mã khóa. Con này XL nhỏ tầm L là được nha. Eo 73 cho đến 78, quần này là quần 7 tấc. 73 78 90k. Mã 78. Phối xong mông là cái nào ta? Có
Con này size L này eo 70 76 cho đến 82, hiệu Kalenji 90k, mã hiệu biết rồi nhưng mà nó bỏ mất tiêu rồi. Đây đây, ngoài sau với ngoài trước giống nhau mà, phối cái da da nè, hiệu của Everlast, mã hiệu nha, đâu rồi, mã hiệu 90. Hai size L, size L gel này 76 cho đến 80. Bảy mươi lăm cho đến 80 nha, 75 cho đến 80, 100k, mã xám, mã hiệu là của chị Hợp Hoàng Nguyễn nè. Ủa, mã hiệu chứ, của Thanh Trúc Nguyễn Hà ơi, không, của Tạ Tuyết Tâm, xin lỗi mấy chế, nó chạy comment em đầu không kịp. Cái này 100k mã xám, 90, Thanh Trúc Nguyễn Hà. Cái này size M mà form L, eo 76-80 nữa nè, eo 76-80, hiệu của Adidas, 100k luôn, mã sọc. Rồi size L nè, 80k, một con hiệu mới tinh luôn, mã trắng, size L nha, mã xám cho Tạ Tuyết Tâm, 100. Size L mút liền, ngực 92 cho đến 97, mút liền, size XL 70k, mã liền cam, sọc 100 cho Tạ Tuyết Tâm. Dáng rớp tớp size M nhỏ, ngực 83 cho đến 86, 70k, mã crop. Size L ngực 87-92, 87-92 60k, mã 2 dây. Size L nữa nè, có chun mông nè, eo 76 cho đến 80, 76-80, cạp cao 90k, mã đen cao, mã trắng. Trắng là cái áo hả chế? Con này phải không chế? Áo dài đúng không? Còn cái này là mã crop 70, còn cái này mã 2 dây 60. Trắng là con này, trắng nè, Trần Thị Nhung. Ok, đây đùi ôm hiệu Linen size XL, eo 77 cho đến 83, 80k, mã vàng ra 80. Cái quần xám đó em hết rồi. Con này size M eo 72 cho đến 77, ML 40k, mã cam, đen cao 90 cho Tạ Quyết Tâm luôn. Một con hiệu Under Armour nè, size này F, eo 61 cho đến 67, 140, mã sọc. Đùi size SM, eo 69 đổ về 60, mã lưới đen. Áo tay dài size L, size L ngực 87 cho đến 91, mút liền bên trong, cổ chữ V, dáng áo rất tốt, 90k, mã 90. Rồi mã sọc 140 cho chị Trần Thị Nhuần, có đọc tên được không chị? Size L nhỏ eo 72-76 nè, cạp cao, cái này nó làm dạng kiểu kiểu nha, đó, quấn quấn để cho chân dài, 100k, mã dài kiểu, M90 cho Tạ Tuyết Tâm. Quần này size M eo 70-75, cạp chun nè, nó mặc được hai kiểu luôn á, xả ra là mặc thành quần ống suông, còn rút vô thành bo, 80k, chất cặp, mã bo. Con này là hiệu một lớp, hiệu Kalenji, size SM eo 66 cho đến 72, 50k, mã một lớp. Size F eo 60
cho đến 66, 80k, mã đen mịn, quần ngố nữa nè, size ML eo 72 cho đến 76, ML 72, 76, 60k, mã 76, hiệu Nike size L nhỏ eo 72, 76 luôn, đùi gió 2 lớp 100k, mã 2 lớp. Con này đẹp nè, eo 80 này mới chế, eo 76 cho đến 81, eo 76, 81, chất dai mịn là 100k, mã xám cao. Nó lâu lâu mới có mấy chế size to hốt đi, size to em đầy. Size M hiệu anh ta nha, eo 66 cho đến 72, 67, 72, hiệu anh ta, 140, mã sọc hiệu, 2 lớp 100 cho tuyết nhung lê. Em làm lẻ lẻ coi. Một con đùi ôm siêu phẩm Lona, tem tiết còn cả đống nè, size M, size M eo này là 71 cho đến 75, eo 71, 75 mới 99% luôn mấy chế ơi, mới dữ lắm, mới luôn nha. 190, mã ngắn 1, size S mút liền nè, 80k, mút liền 80, mã lưới xanh, mã lưới xanh 80, ngắn 1 cho tuyết nhung lê 190, siêu đẹp luôn. Size ML ngực 86 cho đến 91, ngực 86 cho đến 91, 60k, mã khóa xanh. Size S ngực 80 đổ về, mút liền, không phải, lưới lưng cho 45k, mã lưới. Con này ML ngực 87 cho đến 90, 86, 91, 86, 91, 70k, mã trắng. Size S chất gió nè, eo 67 đổ về, 65k, mã gió. Đây, size L thì hốt con này, trắng 70 cho cổng tự động 70, này là 33, 70 cổng tự động là 30, 60. Con này ML nha, eo này 71 cho đến 76 của Fila, 71, 76, hello lên vỏ, eo 71, 76 của Fila nha, rất là mới, 150, mã 76, size to nữa này mấy chế, trời ơi size nhỏ thì hiếm chứ size to thì đầy. Rồi tiếp, eo này là 73, 74 cho đến 79, nó để size, à size L lớn, eo 75, 80 nha mấy chế, co giãn tốt nè, eo 75, 80, 110, mã sọc mới, 76 cho Nguyễn Lina, 150, sọc mới 110, màu hiệu Kalenji, size M ngực 83, 87, 60k, mã sọc. Size M ngực 83, 87, 60, mã hồng. Size S, size S ngực 82 đổ về, ngực 82 đổ về 70k, mã nâu tay. Con này size M ngực 83, 88 luôn, 40k, mã cài sau. Size M ngực 84, 88, 84, 88, 65k, mã dây sáng. Nâu tay là 70 cho Nguyễn Lina, sọc nè, sọc 60 cho Huế Nguyễn. Lên
con màu mềm 3D siêu phẩm size M. M này M nhỏ nha, eo 6672 thôi. M nhỏ eo 66 cho đến 73. Eo 673. Chất dày 3D đẹp lắm luôn, mới chế 170. Mới cứng luôn nha. 170 nè. Mã sọc mới, áo ba lỗ. Rồi sọc cho chị Huế Nguyễn là 60. Lên con đùi Lonagen. Size này nó để là không có. Cái này tầm size L nha mấy chế. Eo 77 cho đến 81. 77 cho đến 81. Sọc mới 170. Sọc mới cho Hà Lâm 170. Eo 77 81 nè. Con này 160. Mã 16. Cái hoa đó size M nhỏ mà hết rồi chị. Ôi trời, ngủ con nè. Mười sáu cho Tuyết Nhung Lê. Tại vì màu đen là em mới bán giá rẻ. Size F 160. Cái này á, cái này do nó thâu hơi sâu, gỡ ra cạp cao rất là đẹp luôn. Eo 60-66 nha. 100k mã 66. Áo tăng tập nè. Tăng tập SM. Tăng tập SM ngực 8, ngực 70, 78 cho đến 84. Một con hiệu chữ S nè. 100k mã hiệu hồng. Chất đẹp lắm đấy chứ. Size S luôn nha, ngực 80 đổ về 50k. Mã 80. Con này L nhỏ thôi, ngực ta 76 cho đến 86-90. 86-90 size L nhỏ. L nhỏ 60k luôn, mã cam. Size L ngực 87-92. 87-92 mút liền, 60k mã liền hồng. Size S còn tem. Ngực 82 đổ về 45k mã tem. Size S mút liền, ngực 81 đổ về 50k mã liền đen. Một con quần màu trắng. Size S. Size S eo này à, đeo đeo thì nó đo không được. Rồi em này là 60 cho đến 60 cho đến 65. Cái này là nó hơi bị giống như là dơ dơ, mình giặt được nha. 60-65. Chất dày nha mấy chế. Lưới lỗ nè. Trắng không tì vết. 150. Mã lưới trắng. Tiếp tục một em Adidas size XS. XS eo này 55. 55 cho đến 60. 55 cho đến 64. 5664. Của Adidas là 140 mã 64. Đây mấy chế size to nè. Eo 80-85 nha. Eo 80-85 là 100k. Mã 3 màu. Váy size S 60k mã váy. Váy đánh tennis này, cầu lông vậy. Tiếp tục con ngố size M nhưng mà form S thôi, eo 70 đổ về 60k mã cài. Nó size to nữa nè mấy chế. XL nè. XL này form to nha. Form to này là cái eo 82 cho đến 87 của Uniqlo là 100k mã 87. Size M eo 6873. 90k đi, mã sale. Con này không chế XL mã 87 nè.
có đơn chủ động inbox cho em nha. Con này size S, L của anh ta, eo 61 cho đến 68, 70k, mã 68. 100 cho chị Huỳnh Huyền. Mã sale. Mã sale 90. 90 cho Nguyễn Đức Đăng Khoa. 90. Rồi SML 6672 65k, mã viền tím. ML 72 cho đến 76. Hiểu cái cây nè. 65k, mã 76. Con đùi ngắn ôm nè, size S. Eo 60 cho đến 67, 70k, mã ngắn. Coi dùm em nha, em không có lựa ra. Con này là size M, 20k mút liền nha. 20k mã liền. Một em Adidas size M, ngắn 70 cho Hà My Lê. Size ML này là 68 cho đến 73. 6873 của Adidas. Nó có rằng rằng chữ chữ nha mấy chế. 170. 170 nè, mã 3D. Hà My Lê 70. Size ML 66 cho đến 72. 6672 90k, mã xám. 3D 170 cho Nguyễn Lina. Size M mút liền ngực 83 cho đến 87. 60k, mã liền sáng. Dáng rất tốt, size M chất gân 50k, mã gân. M lớn ngực 85, 89, 45k, mã xanh. Size S ngực 84 đổ về 35k, mã nhũ. Coi giùm em nha, cái gì cũng có nhưng mà em không có bóc ra liền được. Size S, size S vơm nhỏ này, ngực 78 độ, 77 đổ về thôi. Adidas là 50k thôi, mã nhỏ. Size S ngực 80 cho 79 cho đến 84. 60k, mã lưới xanh. Đùi gió size S, eo 60, 67, 70k, mã gió. Con này size 6 tầm SM. Eo này là 60, lưới xanh. 60k cho Hà Lâm. Con này chất rất là đẹp luôn nha. Size SML này là 62 cho đến 62 cho đến 69. Size số 6. Chất dai rất là đẹp luôn. 180 nha mấy chế, mã 18. Chất xịn lắm, hiệu như là cái của Adidas. Size S luôn. Size S 18 cho Tuyết Xương Trần 180. À dạ, hãy cái size S nè, 35k đi. Mã hồng. Con này nó để S nhưng mà form ML 66 cho đến 72, M nhỏ nha. 110 mã beo. Size S luôn, ngực 80 tư đổ về tầm 79 84. 60k mã sọc. Hiệu nay size này là size M nhưng mà phơm nhỏ tầm S nha. 110 mã beo. Beo 110 cho Thủy Cô Cô Mi. Cái này tầm M, nó để M mà tầm S thôi, ngực 83 84 đổ về mặt đẹp. Mới 99% luôn mấy chị, mới lắm, mới luôn, mới giả mang luôn. 170 nha, mã hồng mới. 110 Thủy Cô Cô Mi gì đó, Thủy Cô Cô Mi.
đâu rồi? Hello em, chị để cho em cái con xanh rồi đó. Size S nè, ngực 81 đổ về 50, mã sọc hồng mới nè, 170. Em lấy con Coban đúng không? Chị để em cái rồi. Size S nha, hồng mới nè, 170 cho Hà Lâm. Em đang kiếm con beo tuột đâu trời. Đây đây đây, beo 110 nè, beo 110 cho Thủy Kokomi. Thủy Kokomi size này là size L nhưng mà phơm M thôi. Ngực 83 cho đến 88, nhưng mà tầm ngực 83 88 hiện nay nè. Quần xanh hả? Ai chốt nãy, ai chốt nhưng mà khách quen không, mà không có ai xả đâu. Cái này rất là đẹp luôn. 130 mã kiểu có nhưng mà chị không like lúc này đâu em, đợi xíu đi, nay chị ta lên siêu phẩm mà. Size to là người ta đi hết rồi sao? Size L tại vì size to là ít người coi lắm, nói chung là tầm S, M, L thôi. L nhỏ eo 72, 77, eo 72, 77 là 70k luôn đi. Mã hồng lưới, mã kiểu nè, kiểu 130 cho Khanh Hồ. Hồng lưới size L nhỏ luôn, ngực 87, 91 mới cứng luôn. 75k mã crop, 75k mã crop, hiệu của hàng chất đẹp lắm. Rồi size M luôn, ngực 83, 87 nè, 75k luôn. Mã cam crop cho Nguyễn Lina. Size F nè, mới dữ lắm, mới 75. Ngực 82 đổ về nha, 80k mã khóa. Tí xíu nữa mới lên được em ơi. Crop nè, cam nè, 75 cho Nguyễn Lina. Rồi size S nè, 70k mã đen, khóa cho Nhung Trần 80, khóa cho Nhung Trần 80, mã đen 70. Cái này là áo ba lỗ nè, áo phụ bụng nè. Size M ngực 83 cho đến 87, 80k mã xám. Size S ngực 84 đổ về 90k mã 90. Đùi gió hiệu nay size M, eo 67 cho đến 73, eo 67-73, 135 mã gió. Size S, M, eo 61 cho đến 68, 90k mã rằn. Áo ba lỗ size S chất dệt nè, ba lỗ size S chất dệt 60 mã xám. Gió 135 cho chị Hồng Nga Đào. Size S một con hiệu hàng mới cứng luôn, 100k ngực 82 đổ về, 81 đổ về mặt đẹp, 100k mã đỏ. Size M eo 69-74, 69 cho đến 74, 100k mã sọc. Đây mấy chế eo 80 đây. Eo này là 80 cho đến 85 của Adidas. Quần này là quần 7 tấc nha, 135 luôn. Mã cam. Size LXL luôn nè, eo 77 cho đến 82. Hiệu nha, 100k mã sọc xám, chất dày dặn đó.
con này size S 84 đổ về, có cái khóa phía sau nè, 40k mã 84. Bút liền size M nè, ngực 83 87, bút liền cúp B mặt đẹp, có nhiều mắt cài phía sau nè, 70k luôn, mã liền tím, áo xám ngực 94. Là cái nào? 84 là hoa hồng là 40k. Áo xám, áo xám 94 đâu có đâu. Coi tiếp đi mấy chế ơi. Mã liền tím là 70 cho hoa hồng. Size XL nè, size XL ngực 80 cho đến 8, ủa quên, 90 cho đến 95. 65k mã XL. Coi tiếp đi nha mấy chị, hỏi tắt ngang em không có biết. Size M nhỏ nè, đây, siêu đẹp luôn. Ngực 82 3 cho đến 86. 80k mã xanh kiểu. Size M. Ôi sức cái đèn nữa rồi. Size M ngực 83 87 70k mã yếm. Anh ta size ML ngực 86 90, ngực 86 90, size ML 70k hiệu anh ta, mã khóa. Một em dáng crop top size M nhỏ, ngực 82 cho đến 86, 82 86 70, mã lưng kiểu. Lưng kiểu là kiểu lưng. Quần cái hiệu rất diêu này, size này là size M, size L nhỏ. Size L nhỏ eo này là 71 cho đến 75. Tầm M lớn là được nha, ai mặc bình thường M lớn là được, mình đặt mình mặc thì nó đẩy cái phần này lên đây nha. Cái kiểu nó vậy đó, chấp thì nó đẹp lắm. 100k mã kiểu 3. Một con hiệu Anda size S nè, ngực 82 đổ về 90k, mã hiệu xanh. Áo đen này là size MA, cái chế lấy size to em còn cái. Con này size M nha, 70k mã lưới. Đây size M, M form to nè. Chế nào ngực 8793 nè. Size M form châu Âu đó, tầm L đó, ngực 8793. 70k mã 93 nè. Tiếp tục con này size M nữa nè, ngực 83 87 90k mã xanh rêu. Tất cả đều có mút nha. Áo tay dài đây, tay dài size M. Con này SM thôi, SM ngực 80. Em coi nó để size gì. SM ngực 84 đổ về mặt đẹp, 84 85 thôi nha mấy chế, mới lắm luôn. 100k mã chéo lưng. Đây 93 70k cho tạ Tuyết Tâm. Size S mút liền nè, 90k mã liền S. Mang phúc áo cho mấy chế. Đồi áo chéo lưng 100k cho Liên Lê. Cạp cao nè, size SM eo 63 cho đến 69, chất mịn nha, 90k mã phối. Áo nữa nè, size S nè, 90k mã đen, chất đẹp lắm mấy chế. Áo size S nữa đây, 80k, 80k mã xanh. Tiếp tục tay dài nè, size M,
Size M ngực 83 cho đến 87. Chất mịn lắm luôn. 100k luôn. Mã kiểu 3. Kiểu 3. Size M eo 68-73. 68-73 80k. Mã xám. Ôi trời ơi, làm gì khác nước quá chị. Size M L eo 71 cho đến 75. Eo 71-75 110 mã rằn. Kiểu 3. Kiểu 3 100 cho Nguyễn Đức Đăng Khoa. Mấy chế có đơn inbox cho em nha. Size S, S này S nhỏ eo 55 cho đến 63 của anh The Amon. 120 mã 63. ML eo 72 cho đến 76. 80k mã sọc xanh. À, size to cho mấy chế nào XL nè. XL eo 77 cho đến 84 của hiệu anh ta. 100k mã đen hiệu. Em lên vài cái quần nữa rồi em qua siêu phẩm cho mấy chế. Một con hiệu VFU nè. Ui. Size SM eo 65 cho đến 70. Mới cứng luôn. 120 mã 14. Cái này đẹp quá. Mà quần lỡ. Một em quần ngố size M eo 6773. Eo 6773 75k mã 75. Hiệu đen cho Tạ Tuyết Tâm. 100k Tạ Tuyết Tâm. 14. 14 cho Gogi Ichihana. 120 120 cho Yogi Ichihana. Size S eo 67 đổ về 65k mã hồng. Size ML, size M lớn L nhỏ bon chen eo 7377. Eo 7377 hiệu OK gì đó. 100k mã 77. Đây còn con của Uni Willow size XL lớn nè. Chế nào tầm em eo 83 cho đến 88. Tầm 85-86 mặt đẹp. Của Uni. Màu xanh xanh nha. 120 mã xanh. Cạp cao tầm size M nè. Eo 69 cho đến 74. 100k mã xanh nhạt. Size to nữa nè. Size 2X nè, quần lỡ lỡ eo 82 cho đến 87. 80k mã hồng. Em lên một con Lona size M. SM nha mấy chế. Áo tăng có mũ nè. SM. Cho mấy chế em này 190. Mã lạ. Mã lạ hồng cho Huỳnh Huyền. Huỳnh Huyền 80. Tiếp tục áo tăng size XS nhưng mà form SM á, hiệu iBody. Con này đẹp lắm luôn. 110 mã mát. Lạ 190 cho Mai Thảo. Đùi nai này size S. Eo 70 đổ về. Form này nam nữ mặc được nè. Eo 70, 71 đổ về nha. Size S eo 67, 71 cho mấy chế 120. Mã tím. Nó màu xanh mà em đọc thành tím. Mát 100 cho chế Trần Thị Nhuần. Rebook. Áo tập Rebook size M. Mới cứng luôn. Mút. Có mút đồ đầy đủ nha. Con này rất là đẹp luôn. 150
Mã đẹp. Size L, eo 73, 77, 80k. Mã xám. Con này XL nữa nè, cạp cao ôm bụng nè. Eo 80 cho đến 86 là 80k. Mã 86, mã đẹp 150 nè cho Nguyễn Huỳnh IV. Size M của hiệu Nike nữa nè. Bút liền nha. Ngực 83, 87. 160. Mã sọc. Một em hiệu Nike. Size M nhỏ. Ngực 8. Cái này ngực 83, 86, M nhỏ. Con này nó không sẵn cho nhét mút, cần thì em cắt em nhét mút lên cho nha. 130 đi, mã họa tiết. Nike mà họa tiết hiếm. Hàng hiếm. Tiếp tục màu xanh hiệu Mulawe nè, size S nhỏ. Eo 55 cho đến 63. Eo 55 đến 63. Cho mấy chế con này 170. Mã lá. Một em màu vàng. Vàng size M. Size M eo 67 cho đến 72. Cho mấy chế con này 140, mã 72. Mã lá 170 cho Diệu Linh. Họa tiết cho chế Trần Thị Nhuần 130. Có nhét mút không chị? Nhét mút không chị ơi? Con Nike E. Nike E size L, L nhỏ nha. L nhỏ ngực 84, 88. 84, 88 nè. 84, 88 rồi sao nó là lưới nha. Kiểu yếm luôn nè. 135 mã yếm. Mã 72, 72. Họa tiết là 130 chị Trần Thị Nhuần. Mã vàng đúng không? Mã gì ta? Mã này hả? Vàng là 72 hả? 130 cho Thúy Diệu. Vàng cho Thúy Diệu. Một mấy ta? 140 chứ. Không, họa tiết chị sao nha. 140 Thúy Diệu. Đùi gió luôn luôn. Luôn luôn này tầm size SM. Eo 6671. Eo 6671. Vàng mấy chế sao nha. Con này rất là mới nè, 190. Mã mới. Mã yếm 135 nè mấy chế. Nike E nè, rất là đẹp. Size L nhỏ ngực 84, 88. 135. Mã yếm. Mới 190 cho chị Trần Thị Nhung. Này size S mốt liền của Lulu nè. Size S thôi ngực 83 đổ về. 82 đổ về thôi, mốt liền ngực 82 đổ về. 145 mã hoa. Size S. S này S lớn tầm M nha. Ngực 83, 86. 83, 87 cũng được luôn. Mới lắm luôn. 100k mã đỏ tươi. Hoa 145 cho chị Trần Thị Nhuần. Hoa một rừng hoang, gió núi theo sang rú bụi đường thêm. Đỏ tươi 100 cho Khúc Thị Hường. Ơi quên, đỏ tươi nè. Xin lỗi cho Ichi Yogi, Ichi Hana 100. Lulu
cái chế nào mà cái mạng yếu thì thoát ra vô lại. Cái này tầm size 2, size S thôi nha, eo 55 cho đến 64. Thấy cái cây nhóc của đây không? Eo 55 cho đến 64. Ủa không phải Lulu. À Lulu mà. Eo 55 cho đến 64 em đo cho nó chắc. Cạp cao màu này rất là đẹp. Eo 55 65 cũng được nha mấy chế. Thôi cho mấy chế con này 200k. Mã X2. Mã X2. Ủa miếng nước không? Đùi Lulu hả? Là mã mới có người lấy rồi chị. Mà làm gì em khát nước liên tục rồi trời. Đùi Lulu nãy có người lấy rồi. X2 chạy gì Khúc Thị Hường toàn chốt sao mà. X2 nè, X2 cho Thùy Linh nè. Người ta X2 rồi mình mới viết một câu dài ngoằng phía sau mình chốt sao. Thùy Linh 200. Rồi ép nhỏ nữa nè, eo 55 cho đến 62. 130, con này màu đẹp quá luôn. Mã hồng cam. Con này M nhỏ được 83, 87. 50k mã tím. Size S mút liền 70k. Mã liền đen. Size M hiệu Phi Lai 6672. Chất dai mát 90k. Mã 72. Size to nè. Eo 82 cho đến 87. 65k. Mã lưới, cái đó cũng hiệu bông gót. Một con hiệu Domiot luôn size S. Eo 58 cho đến 65, 60k. Mã 65. Hiệu này size M, ngực 83, 86, M nhỏ nha. Hiệu này nè. Cổ yếm mút liền luôn 100k, mã rêu. Giờ em lên siêu phẩm luôn chứ. Một em hiệu Nike size S. Ở bên trong là cái cạp chun này. Kiểu này cạp ngang rốn thôi nha. Cái này cạp bình thường không có cao nha. Cạp ngang rốn. Mã tiết nó in 150. Mã 15 rêu 100 cho Hạnh Nguyễn. Em lên con Adidas nè. Size M. Nó để L. L nhỏ theo 72 cho đến 76. Chất cô tông luôn. Lưới nè. Cho mấy chế con này 160. Mã xanh lưới 150 cho Khanh Hồ. Con này M lớn ngực 84 cho đến 88. ML ngực 88 đổ về ai thích mặt ôm 89 bông chen. Cho mấy chế con này 130. Mã rêu xanh lưới 160. Tuyết nhung lê. Một con hiệu chích mệt ghê. Size M ngực 83 cho đến 87. Ngực 83, 87, 100k. Mã hồng kiểu. Rêu là 130 cho Nguyễn Đức Đăng Khoa. Size S của Mulawe mới cứng luôn 110. Mã dây đỏ hồng kiểu cho Tuyết Nhung Lê.
100. Bulawe nữa nè. Quá đẹp. Size S ngực 83 đổ về. Ngoài trước nó là cổ yếm, ngoài sau nó đang lưng nhiều. 120 mã yếm hồng Bulawe size S nữa nè. Ngực 82 đổ về. 110 mã xanh kiểu. Con này hiệu hàng mới lắm. Adidas. Adidas này nó để L mà tầm M nha. Tầm M là được 84-88. 84-88. Yếm hồng 120 cho chị Hồng Nga Đào. Ngực 84-88 của Adidas. 110 mã chữ. Con này này tầm size L. Size L 30. Eo này là 71 cho đến 76 tầm ML á. Tầm size 8. 71 78. Cho mấy chế con này 180 mã hồng đậm. Chữ 110 cho Khánh Trần. Để riêng con đó luôn. Mã hồng đậm. Làm gì nó khác nước ngoài ta? Eo 71 76 mã hồng đậm một mấy em quên mất cha rồi. 180 chữ mã hồng đậm cho Khánh Trần. Khánh Trần 180. Con cũng Mulawe nữa nè. Size S ngực 82 đổ về. 100k. Mã V10. Quần ngố của Nai size S. Đo eo nha. Eo 6. Eo này là 62 đổ về thôi. Bé bé xinh xinh nha mấy chế 100k. Mã 62. Chấm chấm bài đi mấy chế sau. V10, V10 là cái nào ta? Ngực 84 đổ về đó. Ủa cái nào chị? V10 là con nào vậy? À màu vàng hả? Màu vàng không vừa đâu chị. Em tưởng chị nói cái em nói cái áo. Áo đỏ là cái nào? Dây đỏ hả? Dây đỏ 110 chưa? À, hồng đậm hết rồi. V10 là của Thúy Diệu. 100k của Thúy Diệu lấy mút ra nha con. Rồi V10 hết rồi. Đây 110 nè. Của Thúy Diệu luôn. Màu đỏ này mới cực kỳ. Không còn lọt đâu em mút liền size L. L nhỏ ngực 87-91 mút liền. Mã liền đen 50. Còn em 3D size S này mấy chế. Size S 60 cho đến 67. Eo 60-67 nè. Rất dày dặn lắm nha. Cho mấy chế 160 mã 67. Kalenji size M. Ngực 83-87-65k. Mã xanh. Đây đây 67-67 là cái nào? 67 là 160 cho hoa quách. Xanh 65 cho hoa quách luôn. Rồi Victor nha. XS
đo cho ngực cho nó chắc. XS mà form này là S lớn luôn, ngực 83 đổ về mặt đẹp. 84 cũng được nha mấy chế. XS nhưng mà cô Victor nó form nó lớn. Rất là sang chảnh luôn, 160. Rất là đẹp nha. Mã 16. Một con hiệu, ôi con này bị dính màu rồi. Rồi SM ngực 86 đổ về 50k. Mã xám 16, 16 của Nhung Trần 160. Em còn con Mulawe màu đỏ nữa nè. Size M ngực 86 đổ về. Em này thì 100k thôi. Mã đỏ 2. Rồi size S nha của Buma. Ngực 82 đổ về 100k. Mã 82. Lên cái quần ngố nữa nè, ngố size size 6 là tầm size M. Eo 6672. 100k. Mã chéo 82 cho hoa hồng 100. Size S M eo 70 đổ về 80k. Mã rêu chéo chéo 100 cho Vi Lê 100. Cố gắng lấy đủ đơn 100k là em ship nha mấy chế ơi. Tí nữa là không có đơn là em không nhận khách mới, cho mấy khách cũ cho đủ đơn đó. Con này size L nhỏ eo 72 76, 120. Cái này nó chất đã lắm. Mã lạ. Mã rêu 80. Rêu cho Vi Lê luôn 80. Adidas S siêu đẹp. Eo này là 61 cho đến 68. Đẹp là cái chữ ở ngoài nó lạ nè mấy chị. 160. Mã chữ. Quần gì size F. Con này màu đẹp quá. Nó là quần lở nha. Quần lở size F. Eo này cũng là 60 67 luôn. 145. Mã 15. Có vô chấm đi em. Mã rêu hết. 145 mã 15. Con này chất ngoài sao nó như là chất Gensu. Rồi size M luôn, ngực 83 cho đến 87. Lulu mà chất này nó lạ lắm. Ngực 83 87 màu rêu nè. 140. Mã liền 15 cho hoa quách 145. 140 mã liền. Lona size S 140 mã liền cho chị Trần Thị Nhung. Size S, S này S lớn, eo này là 63 cho đến 68. Con này là chất nó dày nha, thích hợp mặc ngoài Bắc thôi. Ngoài trong nó giống như chất dạ dạ, nó có bong bong bên trong nha. Đó. Con này cho mấy chế chỉ thích hợp mặc chỗ lạnh thôi, dày nha mấy chế. Rồi em để mấy chế 180 thôi. Cặp cao nha, 180 mã 18. 15 là con nào ta? 15 em hết rồi.
18 cho chị Ngọc Phương Vũ 180. Cái này SM 182 cho đến 86. Đẹp quá mấy chế. 120 mã kiểu 6. Kiểu 6. Một em tăng nữa nè, size M. Size M của Gap Fit. Chất mát rưỡi luôn, 90k mã sọc. Kiểu 6 120 cho Nhung Trần. 120. À con này của khách lấy rồi mà em xả luôn. Thử này chốt có hai cái mà đòi kiểm hàng, sợ mình ship nhầm. Nhầm gì nhầm, có hai cái phải chốt 20 cái thì mới nhầm. Có hai cái à. SM. Nhầm là em đền cho mấy chế, em tốn tiền ship quay về luôn. SM ngực 82 86 120. Mã xả. Mới cứng luôn. Thầy chốt con nào đưa lại con đó luôn rồi. Chứ có phải ấy đâu. 120 nè. Cho chị Nguyễn Thị Hạnh. Size S nè. Cái nào là em đưa lại con đó luôn. Rồi size S eo này là 58 cho đến 66. Váy qua đi đáp là 180. Mã 18. Size M. Size M. Siêu đẹp luôn. Ngực này 83, 87. Ngực 83, 87. Mới cống luôn nha mấy chế. Cho mấy chế 180. Mã K10. 18 cho chị Diễm Phương. Em đo cái eo rồi nha mấy chế. Em không có đổi ấy gì bất cứ dưới hình thức nào nha. K10 cho K10 cho Hạnh Nguyễn 180. Một con áo màu trắng mới tinh luôn. Size M. Trắng mới như là mới đem ra luôn. 110. Mã trắng mới. Trắng mới. Quần size S nhỏ nữa nè. Eo 55 cho đến 64. Hiệu của hàng nè. 120 mã xanh đen. Trắng mới cho Hoa Hồng 110. Quần Adidas. À, mấy bữa hổm em bán cái áo kiểu này nhiều lắm luôn. Nên là chắc là chắc ai đó sẽ hợp thành một set. Eo 63 cho đến 70. M nhỏ nha. M nhỏ eo 63 cho đến 70. 64-70. Cặp mà sao nó chun co giãn. Adidas dưới nó làm để mình ôm cái chân đó. Cho mấy chế con này 220. 220 mã hồng sáng. Size S. Xinh quá luôn. Ngực 82 đổ về 100k. Mã cột hồng sáng. Em bị lắc luôn rồi mấy chế. Hồng sáng cho chị Nguyễn Thị Hạnh 220. Ngờ quá đẹp hả chị. Áo cam size S 90k mã cam. Cột 100. Cột cho Liên Lê 100. Lên thêm con hiệu Nai. Hiệu Nai size M. M nhỏ ngực 82-86. Ngực 82-86. 140
mã 3D. Tiếp tục con hiện nay size M luôn, nó để L nhưng mà form M nha, form M ngực 84 cho đến 88 cổ yếm này, mới cực kỳ. Cái này 200k nha, 200 mã 27 3D cho Khanh Hồ 140, 200 mã 27 quần ngố size SML 65 cho đến 70, 65 70 110 mã hồng kiểu 27 cho Khanh Hồ luôn, 200 hồng kiểu 110 cổ yếm nè, size đâu mất tiêu rồi. Con này cũng SM nha, đáp gì chị, vừa mà eo 70 đổ về chị mặc gì SM ngực 83 cho đến 87, ngực 83 87 cổ yếm nè, Adidas luôn, cho mấy chế 160 mã yếm lưới hồng kiểu 110 cho Liên Lê. Ui còn cái quần vàng nè, size S, size S eo 61 cho đến 60, eo 60 66 thôi, 140 luôn đi, mã 66 yếm lưới, yếm lưới, yếm lưới, yếm lưới, yếm lưới cho chị Hồng Nga Đào nè, 160. Cái này em lên mã gì em quên mất trời, mã gì ta, mã 66 hả, 66 là của Liên Lê, 140. Adidas size này, size M, M nhỏ ngực 84 đổ về. Ôi size L chứ, nó để L chứ. Em đo ngực 85 đổ về nha mấy chế. Adidas này M nhỏ ngực 80-85 nha, màu mới đẹp luôn, 150 mã hồng cam. Hết rồi mấy chế ơi, còn mấy em siêu phẩm nữa là hết rồi. Adidas size L nữa nè. Ủa nãy giờ à, em còn con Lulu size L mà tầm M là được, ngược 83-87 luôn nha, hồng cam 150 cho chị Nguyễn Thị Hạnh. Size L nhưng mà cũng form M luôn, ngực 84 cho đến 88, 150 luôn, mã số 4, con này tầm size S, số 4 của chị Hồng Nga Đào, con này là size S nha, ngực 83 đổ về, 84 đổ về, 78, 84 nó có mấy mắc cài phía sau của Luna, bên trong một đó một mấy quên nữa rồi, 160 nữa. Nãy em nói cái đó bao nhiêu chị, 150 đi chị Hồng Nga Đào, nó dính cái màu ở trong thôi, bên ngoài không sao, mừng quá. Bạn comment sao em đọc, ai comment trước thôi, ai đầu tiên thôi nha. Ngực 79 cho đến 84 Luna cho mấy chế con này à, này hoa nó rằn rằn ri lên luôn nha, cho mấy chế 190, 190. Ôi cái này nó hơi dính dính màu tí xíu đây mấy chế, rất nhẹ luôn nha, 130 mã hoa, 130 dính nhẹ hèo luôn nha, cận cho mấy chế con. Nói chung nhìn em cũng không thấy, có thể giặt nó ra đó. Cho chị Hồng Nga Đào 130,
Áo này em còn size M nha mấy chế, 150 nha. Size M ngực 83, 88, 150 mã mới. Lulu nè. Em đo chân ngực cho nó chắc. Lulu. Rồi Lulu ngực 85 đổ về. SM ngực 85 đổ về, màu mới tinh nha mấy chế. 190. 190 mã dài. Ôm nãy lên. Y trời ơi, trong rổ em còn mấy chế ơi, em tưởng hết. Tưởng là hết, em lên cực phẩm hết rồi. Chế sẽ đi size 10 tầm size L nè, mã dài là 190 cho hoa hồng. Có đơn inbox cho em nha. Con này tăng tập, em còn vẫn còn một con tăng tập size L, size 10, size L ngực 8892. Sao nó lằn hoằng vậy? Đây. Siêu đẹp luôn, chất đẹp lắm luôn. Cái hoa là của chị nha. Cái hoa là của chị Hồng Nga Đào. Ngực 8892. Một em tăng tập. Chất rất là mát luôn. 110 mã số 2. Ở đùi ôm nè, không ai nhắc lại đâu có nhớ. Size L. Size L nhỏ này eo 70 73 78. 130 mã tím. Đây đùi ôm, đùi ôm. Size M mã số 2 110 cho Tuyết Nhung Lê. Nó chất đẹp lắm. Đùi ôm này eo 72 cho đến 70. Cái này là size M. Eo 71 cho đến 76, M lớn. Eo 71, 76. Ở áo đát hả? Áo đát là mã hồng cam hồi nãy ai chốt. Hồng cam của chị Nguyễn Thị Hạnh đâu thấy ra. Hôm nay rất là đẹp nha mấy chế, 90k. Mã xanh mới. Cái áo này nè nè, nhìn đây thấy nè, không cái áo kìa. Ừ đó. Đó mới gì bóc. Ở trên cái đó đó. Ừ. Cái này của Nguyễn Thị Hạnh đúng không? Ngực 83, quên 80. Đúng rồi, 83 86 là mấy chế. 150 nha. Mã 15. Tới cái mã gì rồi ta? 90. 90 là mã gì đây chàng? Mã 90 đi mấy chế. Em rối loạn hết à. Misa. Misa Masi. Là ship một cái em cũng ship nha, em không giữ đơn nha. Khách mới là Misa Masi 150 nè. Cái kia mã 90 nha. Rồi là em không nhận đơn khách mới nữa đó. Không nhận đơn khách chưa có đơn. Size L nhỏ nè. L nhỏ ngực 86 cho đến 91. 86 cho đến 91. 100k luôn. Mã dài 3. Em tưởng là em hết rồi. Size M nhỏ luôn. Ngực 83, 86. 83, 86 mút liền hiệu Nai cổ yếm nè. 150. 150 mã chéo lưng. Dài 3 cho Thùy Trang. Size L. Này cổ yếm cột lên nha. Ngực 8893. 8893. Cổ yếm cột dây lên nha. Đó. 80k mã dây. Chéo lưng là 150 cho Khanh Hồ. Cứ lên mã nha. Cứ lên mã.
nên là ai chốt trước em chốt người đó. À, biết tên tôi nữa, người quen nữa. Size 4, size 4 tầm size S, L60 cho đến 66. L60 cho đến 66, cái đó của chị đó chốt rồi, chị xả thì em lên cái mã mới. L6166 là 140 mã hồng. Màu em hiệu NB siêu đẹp. XS nhưng mà form này ấy nè. XS. Form này tầm S là được nha, ngực 84 đổ về. Nó để XS nhưng form lớn tầm S là được, ngực 84 luôn, S lớn luôn. Này siêu đẹp luôn, mấy chế 150. Mã X2 hồng 140 cho Linh Hoàng, bữa Linh Hoàng còn cái áo nha. Linh Hoàng 140 rồi để riêng con đó luôn. Adidas nữa nè. Ủa hồi nãy kêu để riêng nhiều lắm mà con, sao có hai cái vậy? Mấy cái vậy? Adidas size này là size chết rồi. Size M ngực 83-87. Ngực 83-87 coi chốt đi mấy chế. Còn mấy cái nữa hết rồi. 160 mã chữ to. X2 là cái này hả ta? Liên Lê X2 là 150 nè. Bị ngáo ngáo, cái lộn lộn Lulu nè, em đo chữ to 160 cho Hạnh Nguyễn. Rồi Lulu eo này 58 cho đến 65. Eo 58-65. Màu cà phê sữa, màu này đẹp quá, 200k. Mã M2 chữ to cho Hạnh Nguyễn 160. Con này eo quên size S, ngực này 81 đổ về của Luna. M2 này cho Linh Hoàng 200. Ngực 81 đổ về. Em này 190. Cái tem ngoài sau ngay cái chun nó hơi răng răng nha mấy chế ơi, 150. 150. Mã C4. M2 em hết. C4. Siêu đỉnh luôn, quá đẹp, size M. C4 là 150 cho Ngân Nguyễn. Ê không phải. Ủa chị Hồng Nga Đào ơi, con đó có ngực 81 mà, chị có vừa không? Con này size M, eo 66 cho đến 72. 66-72 cặp thấp nha. Em này là 150. Mã xịn. Alo. Tên gì? Ngô Thu Thủy hả? Ủa đặt hàng sao nó không? Rồi rồi rồi. Rồi. Ngô Thu Thủy mới đây mà. Ngô Thu. Bạn ơi ship đến sao bạn bảo không có đặt hàng? Rồi tiếp tiếp hết rồi.
chị không có vừa. Ngân Nguyễn nè, người sao nè, 150 Ngân Nguyễn. Nguyễn đầu tiên có một cái. Rồi một con Luna này cho mấy chị size L nè. Size L. Cái ngực này là 86, 87. Cái này 88, 92. 88, 92. Cho mấy chị size L nha. Có nhiều mắc cài phía sau. Quá mới, quá đẹp cho mấy chế con này à. 210. 210 mã 14. Rồi đó mấy chế. Hết sót rồi đó. Em hay có vụ sót. 14. Đây còn con ba lỗ tăng rồi nè, mặc được nè, của Nai nè. Ai thích mặc tăng thì size M mặc, còn ai thích mặc thành ba lỗ thì là size L nha. Đó. 120 mã rêu. 14 cho Tuyết Nhung Lê. Tuyết Nhung Lê. Ngô Thu Thủy. Ủa sao nó thành hai mã vậy trời. Rồi có đơn inbox cho em nha mấy chế. Hết rồi đó. Mấy chế nào lúc đầu chưa xem. Chưa đủ đơn, lấy thêm gì để em coi. Còn thêm lên đợi em chút nha, làm cái đơn này lên hết rồi chế ơi. Size S. Hồi nãy kêu có để một nguồn, nó có ai chốt ta. Ba bốn chín sáu không hai. Rồi em xuống like nha, để em điện lại cho báo xuống. Tắt bên đây để đọc comment, không có máy đọc comment. Cái gì chậm. Mới điện mình đây mình thuê bao rồi. Ừ em ơi, gọi lại giao cho khách đi, tại vì đó ghi nó lộn thành nhân hai đó, là nó ra hai combo đó, chị mới sửa giá đó. Rồi rồi, nghiêm sát nó dính dơ em đem đi giặt rồi, sợ dơ dơ cái phải bớt tiền cho mấy chế. Rồi nhiều khi về cái mấy chế kêu không muốn lấy. Rồi có đơn inbox nha mấy chế ơi, em xuống like nha. Bye bye cả nhà.